Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội về được một chiếc Hyundai i10 phiên bản 1.2 AT dáng hatchback, lăn bánh chỉ có 10.000 km thôi quý anh chị và các bạn nhé. Thì chúng ta hãy cùng ngắm qua một vòng quanh về chiếc Hyundai i10 này. Đó. Sản xuất 22 mà chạy lướt có 10.000 cây, sơn zin gần như là cả xe. Phải nói chiếc xe này nó không phải sản phẩm của mình mà mình khen đâu, mà chiếc xe này nó đẹp là đẹp thật đấy quý anh chị và các bạn. Đi rất là ít, mọi chi tiết gần như là nguyên si nguyên bản luôn, sơn zin 99% đấy. Cảm biến trước, cảm biến sau này, đâu con này có cảm biến sau, camera lùi thôi, chưa có cảm biến trước quý anh chị và các bạn ạ. Đây có thể được coi là một mẫu xe trong cái phân khúc hạng A mà nó rộng rãi nhất. Đấy, cốp nhìn nó yêu chưa? 395 triệu đồng có được một mẫu xe gọi là 5 chỗ, công nghệ hiện đại nhất phân khúc, rộng rãi nhất phân khúc, đi cũng ổn, thuộc bậc nhất phân khúc. Đấy, đó là cá nhân em đánh giá về chiếc Hyundai i10. Em nghĩ là nếu mà đi thì em thích đi Fadin hơn, nhưng mà về cái độ rộng rãi thoải mái cũng như là option thì em thích i10 hơn. Đấy. Làm gì có mẫu xe hạng A nào nó rộng thế này, thoải mái thế này đâu. Số tự động, thân vỏ, mọi chi tiết khá là chắc chắn, thiết kế mới rất là đẹp. Tiết đường vuốt này, xe thì có lên vè che mưa này, cửa sau này. Đấy, bước vào thôi, chúng ta có thể để ý là chủ xe cũng đã ốp những cái phần xung quanh loa. Đấy, có ốp, có dán, trông trang trí rất là đẹp, nó cũng chống xước nữa. Đấy, những cái thiết kế đường cắt này, kính nhức mọi thứ là chi tiết là còn nguyên zin hết nhá quý anh chị và các bạn, cứ đi check test thoải mái, vào check hãng trên toàn quốc luôn. Phải nói là i10 2022 thì chúng ta thấy form dáng cực kỳ đẹp, mọi chi tiết nó rất là nuột nà luôn. Ghế thì chủ xe đã lên ghế da rồi quý anh chị và các bạn nhé. Đây, lên ghế da nhìn cũng hay đấy chứ, cũng đẹp, nói chung là được. Một chiếc xe hạng A rất là rộng, trần bọc ni lông. Đây, chúng ta để ý này, có cửa gió nhá, có cửa gió hàng ghế thứ hai và có một cổng sáng nhanh. Đó, một mẫu xe hạng A có cửa gió cho hàng ghế thứ hai và có cổng sạc nhanh. Rất là ít những cái hãng có thể làm được cái điều đấy luôn, khẳng định luôn. Chất lượng thì cam kết bằng văn bản hợp đồng. Đấy, bao check test hãng toàn quốc. Ngân hàng thì Car Center hỗ trợ trả góp lên đến tối đa là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm với mẫu xe này quý anh chị và các bạn nhé. Lỗi tặng xe luôn. Mọi chi tiết còn rất là mới. Từ ghế đến vô lăng, mọi thứ, đây là những cái thông số của nhà sản xuất này. Mọi chi tiết nhựa này, tạp lô này, tạp ni, phanh tay, cần số, điều chỉnh điều hòa, màn hình theo xe. Nhiều chỗ là ni lông nguyên chưa bóc này. Đấy, như tắp lô là tem mác là còn nguyên quý anh chị và các bạn nhé. Xe đi có 11.000 cây thôi. Vô lăng tích hợp đàm thoại ở đâu, tăng giảm âm lượng. Đấy. Đèn thì chúng ta chưa có đèn auto quý anh chị và các bạn nhé, nhưng mà đó cũng là cái chấp nhận được với cái mẫu Hyundai i10 này. Và đây là khoang động cơ của một chiếc Hyundai i10 phiên bản hatchback 1.2 AT sản xuất 2022. Vì lăn bánh có 10.000 cây thôi nên là mọi chi tiết ở khoang máy, mọi thứ từ những cái chi tiết ốc đến những chi tiết nhựa không cần phải dọn nhé, nó đã sáng đẹp như này rồi, còn nếu mà dọn thì như là xe trưng bày hãng luôn. Đấy, nhưng Car Center cũng muốn những cái chiếc xe nào nó mới thì chúng ta cứ để cái hiện trạng nó mới như này thì chúng ta không cần phải dọn hay gì cả, tại vì bản thân của chiếc xe nó đã rất là mới rồi. Nắp cabo, keo chỉ, ốc A còn nguyên si, máy móc động cơ nguyên.
395 triệu đồng có hỗ trợ trả góp ngân hàng, tối đa là 70% giá trị xe. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Ngoài ra thì Car Center vẫn còn rất là nhiều mẫu xe khác cho quý anh chị và các bạn lựa chọn, từ gầm thấp đến gầm cao, từ 300, 400, 500, 600, 700, 800, đầy đủ hết, đến cả 1 tỷ, đến hơn tỷ đều có hết cho quý anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.